Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Ria Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội ô tô đỗ cửa, hai mặt thoáng, có thang máy, khu vực quận Đống Đa thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 37m², được thiết kế 6 tầng thông sàn với giá đang được chào bán chỉ có 9,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội ô tô đỗ cửa có thang máy nằm tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 37m², được thiết kế 6 tầng thông sàn. Căn nhà của chúng ta thì thiết kế theo phong cách rất là hiện đại anh chị nhé. Phía trước nhà thì rất là rộng rãi và thoáng, có cả một khoảng khu sảnh sân chơi. Căn nhà của chúng ta thì có hướng cửa chính là hướng Tây Nam. Đấy. Đây là mặt phía bên này anh chị nhé, cực kỳ là thoáng luôn. Đấy, rất là rộng, thoáng, mênh mông. Mình sẽ zoom rộng lên chút nhé, để anh chị dễ hình dung hơn. Và đây là khu khuôn viên phía ngoài của chúng ta anh chị này. Đấy, rất là rộng luôn, thoải mái, mênh mông luôn. Đấy. Rồi, hãy cùng em Phương loát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Với tầng 1 thì chúng ta cũng chỉ làm khu vực để xe thôi, hoặc là những anh chị nào bán hàng online thì tầng 1 này cũng rất là tương đối để nhiều thứ đây. Nhà hai mặt thoáng. Chúng ta lên tầng 2. Thông sàn 1, 2, 3, 4. Tầng 5 là phòng bếp phòng khách, tầng 6 là khu vực phòng thờ sân phơi. Thang máy là 450kg cho 6 người anh chị nhé. Với mức giá đang được chào bán cho căn nhà này là 9,5 tỷ. Và mức giá này thì sẽ có thể thay đổi theo giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn anh chị nhé. Em sẽ cập nhật cái phần giá của căn nhà này vào phần mô tả của video. Quý anh chị vào phần đó xem giúp em Phương, hoặc là có thể điện thoại trực tiếp cho em Phương vào thời điểm quý anh chị đang xem video anh chị nhé. Với những căn nhà mà 37m² thì mỗi tầng một phòng, diện tích phòng thì cũng tương đối ok rồi. Các phòng thì tương tự giống nhau, nội thất vào hết rồi. Đấy. Nhà hai mặt thoáng. Đấy, như anh chị có thấy với tầng 1 là có thể bán bún phở bình thường, kinh doanh được. Với một căn nhà 37m², hai mặt thoáng, thiết kế có thang máy, mức giá 9,5 tỷ. Theo anh chị thì với mức giá này đã tương xứng với vị trí, diện tích cũng như thiết kế của căn nhà này hay chưa? Hãy để lại ý kiến của anh chị dưới phần bình luận của video này anh chị nhé. Và nếu như anh chị có một thửa đất như thế này thì anh chị có thiết kế theo form căn nhà như thế này hay không? Hay với diện tích là 37m anh chị sẽ thiết kế mỗi tầng 2 phòng. Thực ra thì bây giờ nhà ngoài Hà Nội đa phần đến 90% là làm mới thì sẽ thiết kế thang máy vào rồi. Tiếp theo đây là khu vực tầng 5 với diện tích 37m², vẫn khéo léo có nhà vệ sinh ở đây anh chị, vẫn có nhà vệ sinh, khu vực bếp và khu vực phòng khách rất là rộng ở đây. Khách bếp ở đây vẫn rất ok, hai mặt thoáng cho lên nhà chúng ta sẽ vẫn rất là dồi dào và gió cũng như ánh sáng không khí. Đây là khu vực tầng 6, phòng thờ sân phơi. Phòng thờ đây, sân phơi phía ngoài. Wow, quá thoáng luôn. Đây sẽ zoom lên dưới cho anh chị này. Đấy.
rộng thoáng luôn. Hãy gọi điện thoại Trang Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.